Với tôi, việc tìm hiểu những thứ mới mẻ về khán giả trên YouTube luôn là điều thú vị. Tôi đã làm vlog trong khoảng 1 năm, chỉ nói về công việc của mình tại một quán cà phê. Tôi nói về mối quan hệ của mình với người quản lý, những câu chuyện về đồng nghiệp của tôi và một hai điều về những kiểu khách hàng đến quán. Dù sao thì tôi vẫn kể những câu chuyện này và tôi không biết ai đã xem chúng. Tôi đoán là chúng không hấp dẫn lắm và chỉ có những người ở đâu đó xem thôi. Khi họ ngồi trước màn hình máy tính xem các video vào 3 giờ sáng, đó là những người như tôi. Tôi không biết liệu đây có phải là khán giả chính thức không, nhưng tôi thấy đây là điều tốt nhất mà mình có thể làm. Dù sao vì tò mò mà gần đây tôi đã xem qua số liệu phân tích của mình và phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn sai và có thể là sức hấp dẫn của tôi không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Tôi biết địa điểm nào khác đã cho tôi lưu lượng truy cập và từ khóa nào mang mọi người đến với tôi. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết mọi người đều xem tác phẩm của tôi trên thiết bị di động. Tôi đã cố tìm hiểu lý do và tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể là trên đường về nhà sau một ngày làm việc, mọi người tìm thấy video về tác phẩm của tôi và khiến họ thoải mái. Với tư cách là người sáng tạo, bạn có thể tự nhủ xem điều gì khác biệt. Vì sao mình nên quan tâm đến người xem? Hãy xem theo cách này. Từ khi đoán rằng nhiều khán giả của mình làm trong ngành dịch vụ ăn uống, tôi đã thay đổi tiêu đề chuỗi video để phản ánh điều đó. Tôi cũng đoán rằng nhiều người trong số họ có thể đang cân nhắc đổi nghề, nên tôi cũng đã tạo video về chủ đề này. Tôi không giải thích nổi tại sao mình có nhiều lưu lượng truy cập từ trang web làm bếp của Nga, nhưng chắc chắn là học một hoặc hai từ cũng chẳng hại gì. Chỉ để họ biết tôi coi trọng việc họ xem video ra sao, chỉ những điều nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng giúp bạn tiếp cận khán giả mong muốn. Vốn dĩ chẳng có gì sai với những người xem như vậy, nhưng nếu tôi sử dụng số liệu phân tích để hướng cụ thể đến nhiều người xem hơn như thế, thì có thể tôi sẽ phát triển được khán giả và tiếp cận những người đó tốt hơn. Hãy thử xem số liệu phân tích, bạn sẽ biết nó thần kỳ đến mức nào.